xin chào các bạn, xin chào quý bà con. Thì một cái biệt phủ trị giá 300 tỷ được xây dựng như thế nào, cần bao nhiêu công nhân, trên một diện tích đất là bao nhiêu, và cái nguyên vật liệu để xây ra cái biệt phủ đó là như thế nào. Thì trước hết chúng ta xem cái vị trí của cái căn biệt phủ này, đặt trên một cái ngọn đồi thấp, bao quát hết toàn bộ cái khung cảnh phía dưới. Đây là cái vị trí cao nhất trong cái trang trại rộng lớn mênh mông này. Đây là một trang trại rất lớn các bạn ạ. Đây mặt trước của căn biệt phủ đang trong quá trình xây dựng. Thì tôi xin giới thiệu với các bạn về cái diện tích đất để xây dựng cho căn biệt phủ này là 3.000 mét vuông đất nhá. Cho tổng quan cái căn biệt phủ này là 3.000 mét vuông đất, và cái lượng công nhân làm việc ấy là 250 công nhân, và thời gian dự tính hoàn thiện ấy là hết năm 2021 và đến năm 2022 thì mới hoàn thiện. Phải nói là một cái siêu công trình với cái chất lượng phải nói là cực kỳ cao cấp. Thì chúng ta cùng xem nó được xây bằng vật liệu gì, và xem qua cái thiết kế của người ta như nào, tầm nhìn người ta tạo ra như thế nào. Phải nói là một cái công trình gây một cái sự ngạc nhiên với chúng tôi, vì chúng tôi đã tiếp cận với rất nhiều các loại khách sạn sang trọng, biệt thự, biệt phủ chúng tôi làm rất là nhiều, nhưng phải nói là cực kỳ ấn tượng với cái công trình này. Chứ chúng ta xem cái tầng 1 của căn biệt phủ này, chúng ta thấy cái bức tường của họ không? Nó rộng 60cm cho tầng 1 đấy. Bức tường của tầng 1 rộng 60cm. Và ở đây đấy, người ta không xây bằng gạch thường, cũng không xây bằng đá, mà bằng một loại gạch cực kỳ đặc biệt, đấy là gạch ép không nung. Gạch này được ép dễ áp suất cực kỳ cao để tạo ra những viên gạch màu như này. Chúng ta thấy những viên gạch nó hơi nâu nâu giống màu đá đấy. Đấy là những viên gạch ép không nung. Cho nên là khi chúng ta đứng trong cái không gian giữa này nhá, đây là cái tòa nhà chính của căn biệt phủ, thì chúng tôi không thể có thời gian để mà đi hết, chúng tôi quay cơ bản để chúng ta cảm nhận được cái không gian của người ta với công trình nó kỳ vĩ, và người ta làm với công việc hết sức đặc biệt để tạo ra cái thành quả lao động như này. Chúng ta cứ chiêm ngưỡng đi đã, còn chúng tôi sẽ làm một cái series video về cái công trình cũng như là cái trang trại khổng lồ này. Đấy, đây là mặt trước của căn biệt phủ, nhìn ra là cái hồ bơi cũng như là hai bên cái tiểu cảnh hai bên để người ta tạo ra để sau này có thể mình làm những cái bữa tiệc hoặc là những cái không gian gia đình nghỉ dưỡng. Một cái tầm nhìn ở trên đồi xuống nó cực kỳ tuyệt vời. Đây là tầng 1 mà đã tuyệt vời như này rồi, nát chúng ta nhìn tầng 2 xuống là cực kỳ đặc biệt. Cái gạch này là cái gạch cực kỳ đắt tiền và hết sức đặc biệt, với cái độ dày của tường là 60cm, chiều ngang như thế, được xây bằng gạch ép không nung, và nó tạo ra cái không gian nó mát như là chúng ta lắp điều hòa. Phải nói thực sự không có điều hòa nào nó tạo ra một cái cảm giác, một cái feeling nó đẳng cấp như vậy. Phải nói là cái cảm giác của chúng ta ấy, khi chúng ta đi giữa ngoài trời nóng và chúng ta bước vào giữa một không gian như này, cái sự mát mẻ đấy đến một cách tự nhiên, nó không khiên cưỡng mà nó cảm giác người chúng ta dịu đi, thần kinh chúng ta dịu đi, cảm giác cực kỳ dễ chịu. Đấy, thì cầu thang thì người ta dùng gạch thường như thế này, thì chúng ta xem trên tầng 2, cái tầm nhìn từ trên tầng 2 xuống nó mới tuyệt vời, cực kỳ đẹp. Đây tôi xin phép với các bạn là tôi chỉ quay cái tòa nhà chính thôi, còn tòa ngang dãy dọc rất là nhiều, đan theo những cái hình thù phải nói là nó rất là đặc biệt, rất là đẹp. Thì chúng ta xem sơ bộ để chúng ta cảm nhận cái chất lượng công trình, cái tâm huyết của gia chủ. Chúng tôi xin dành một series video để giới thiệu về cái điền trang, cái lông trang khổng lồ này. Đấy, chúng ta thấy tầm nhìn không? Nó tuyệt vời. Một cái tầm nhìn nó đẹp vô cùng luôn. Mặc dù công trình còn dang dở, còn hơn một năm, gần hai năm nữa mới xong, nhưng chúng ta đã cảm nhận được cái vẻ đẹp của nó. Tầm nhìn thì trên tầng 2 nhìn ra. Đó. Đây là mặt sau. Đây là mặt sau của cái biệt phủ. Phải nói là cái gạch này ấy, đây là gạch ép không nung nhá. Không phải là gạch được tạo thành do quá trình chúng ta lung như là gạch thường như này, mà là gạch được tạo thành dưới lực áp lực cực kỳ lớn. Cho nên nó tạo ra cái
cái cảm giác nó mát mẻ lắm, nó dễ chịu lắm, nó cực kỳ, nó khác biệt, không thể cảm nhận được, không điều hòa nào mang lại cảm giác hay như vậy, cảm giác dễ chịu như vậy. Nên là tầm nhìn ở cái chỗ cao nhất trên tầng 3 đây thì người ta dùng làm phòng thờ. Đó. Không gian sinh hoạt chính nó chỉ có ở tầng 1 và tầng 2 thôi. À, xin lỗi, đây là cái nối đi lên tầng 3. Đây tầng 3 đây. Tầng 3 hiện tại đang trồng chất rất nhiều vật liệu để làm